Chào các bạn, trong video này theo cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra và sửa chữa cái thuốc lá điện tử vape. Như cụ thể ở đây trên tay mình là cái vape mod của một bạn đã gửi sửa nha. Cái này người ta báo là sạc không vào pin ha. Đây là loại vape mod có thể sạc được nhiều lần. Các loại vape mod đó là sẽ không được sạc ha, nó không có cổng sạc này. Ở đây nó dùng cổng sạc USB Type-C. Đây mình sẽ cắm cái cáp sạc Type-C vô đây. Ở đây có báo sạc ha, là có báo đèn á. Nhưng mà bạn nói là cái pin không cầm. Thì tiếp đây mình sẽ bỏ cái vape mod này ra để kiểm tra. Sạc báo pin á thì led nó sáng chứng tỏ đường sạc ok, nhưng mà mình kiểm tra pin đi. Đây mình quan sát đây nè, cái phần này phần đầu của vape nha, phần này phần thân, cái khoảng giữa của phần đầu phần thân á nó không có khe. Ở đây mình sẽ dùng cái mũi dao đọc giấy ha, tại vì nó có mỏng, mình nhét ở đây nè, nó cứng rồi mình nhét, mình đẩy này nhét khoảng giữa. Cái chung sửa cái vape mod này á nó khá đơn giản nha, cấu tạo không quá khó đó. Mình cứ bẻ xung đẩy xung quanh xuống nè, có con hở nè, còn muốn dùng tay á mình nhích qua nhích lại. Một số bạn có thể châm tinh dầu á, ở đây cái đầu hút của nó, mình châm tinh dầu ở đây nè, ở trong đây có bông thấm á. Hoặc là một số bạn á, nhiều khi người ta thay bông hoặc là vệ sinh máy á, thì người ta sẽ tháo cái đầu phần này ra. Đó, mình cứ dùng cái mũi dao đẩy qua đẩy lại ha, nhích lên, rồi sau đó mình khi mà nó đủ để mình dùng tay á mình bẻ ra. Đó nè. Phần nào cứng á thì mình tiếp tục mình làm nha. Đẩy từ từ thôi. Thì hiện nay cái vấn đề mà sử dụng thuốc lá điện tử á khá phổ biến trẻ. Một số bạn có nhu cầu sửa chữa hoặc là tự vọc vạch gì á, thì các bạn xem clip này của mình á, mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn ha. Cần tư vấn hỗ trợ thì cứ để lại số điện thoại ha, hoặc là cứ để lại comment dưới video á, mình sẽ hỗ trợ. Anh nhích đầu này không? Đó, mình cứ bẻ lên bẻ xuống, nhích lên từ từ ha, dùng tay làm cũng được. Đây mình ta tách rời cái phần đầu vape đây này, và cái phần thân web ha. Ở đây mình quan sát, đây là phần bông thấm tinh dầu á. Ví dụ mình có tinh dầu á, mình sẽ chế vào đây. Yêu cầu ở đây á là các bạn phải cho tinh dầu vào đây để cho nó thấm, đồng thời nó đưa xuống cái đầu đốt ha, cùng coi á. Còn đây là phần biên của nó. Rồi mình tập đẩy ra từ từ ha. Quan sát phần dưới này nè, nó cũng có cái hở nè, mình cũng làm tương tự ha. Mình sẽ tách từ từ ra. Mũi dao á mình này à, nó hở ra nè. Thì các vape khác á các bạn tương tự tháo, tại vì
cái phần vỏ phần đầu á, nó sẽ có cái khớp nối á, như người tách bằng tay tách ra hết để quan sát bên trong và sửa chữa bên trong. Đó, mình dùng cái lưỡi dao á, mình nạy từ nạy cái bẫy như vậy nè. Khi mà mình có cái khoảng hở rồi á, mình lấy tay á, mình nạy lên ha. Các bạn làm cẩn thận nha, làm từ từ thôi. Từ bên trong á có một số dây hoặc là bo mạch, từ cái bên kia nó có dắt sạc á, cái cổng thai si á. Nói chung mình làm nhẹ nhàng từ từ thôi. Đồ điện tử chứ không phải đồ cơ khí mà mình làm nặng tay ha. Đây, mình quan sát nè. Tháo thân máy ra luôn. Cấu tạo khá đơn giản. Đây là phần pin. Đây là phần bơm thấm tinh dầu. Cái thành phần chính của nó, đó chính là cuộn coi nha. Cuộn coi dùng để khi mà có dòng điện mình hút cái chỗ đầu hút này á, thì đây là phần cảm biến hút ha, giống như micro á. Khi mình hút lên á thì nó sẽ đóng mạch và làm cho cái cuộn coi này hoạt động. Phía dưới này á, cái phần jack sạc USB Type-C. Ở trên đây á, nó không có IC sạc ha. Em tháo cho các bạn xem. Cái phần này là công tắc nguồn của nó. Mình dùng hút ba ke loại nhỏ mình mở ra thôi. Nào mình bẫy nhẹ. Đây cảm biến hút ha. Đó, nó vào chỉ có cái cổng USB Type-C thôi, không có IC. Nó sẽ hàn trực tiếp vào một cái mạch và nó đẩy ra cục pin. Đây là phần B cộng nè, B cộng B trừ. B cộng là nó đưa qua cái phần cảm biến hút. Thì cảm biến hút này có giống như cái switch á, cái công tắc á, khi mình hút á thì nó đóng mạch, là nguồn cấp cho cái cuộn coi này hoạt động. Còn cuộn coi này á thì mình kiểm tra cũng khá dễ ha. Nè, cuộn coi nó có hai chân, nó dạng như kiểu lò xo á. Cái thành phần chính trong thuốc lá điện tử á, đó chính là cuộn coi. Thì mỗi cuộn coi á, nó sẽ có một cái giá trị điện trở khác nhau và công suất khác nhau. Thì tùy vào cái giá trị điện trở mà nó quy định được cái công suất nha. Với lại cái chất liệu mà nó chế tạo cái cuộn coi này. Cái cuộn coi nó có giấy hình dáng giống như một cái lò xo ruột bút máy nha. Rồi bên ngoài á, nó sẽ bọc một cái ống gen dạng amiăng á, để nó tách rời. Cái phần lớp amiăng này á, nó sẽ cách nhiệt ha. Rồi tiếp theo đó người ta sẽ quấn một cái lớp giấy thấm tinh dầu hoặc là cái bông thấm tinh dầu. Ở đây là cái giấy thấm mà nó nhét vào giữa coi này, để mà khi cuộn coi đốt nóng á thì cái phần tinh dầu từ cái hộp chứa bên trên nè, nó sẽ chảy xuống cuộn coi và nó thấm một cái thấm nhét vào phía chính giữa cuộn coi để cho nó đốt nóng tinh dầu. Nó làm bốc hơi à. Đó, cấu tạo của nó khá đơn giản. Thì ở đây nó hư hỏng cái gì? Các bạn lưu ý một điều quan trọng khi mà sử dụng vết thuốc lá điện tử á, là cái cuộn coi này á, nó phải được nhét vô cái phần bông thấm hoặc giấy thấm tinh dầu. Nhiều bạn không biết á, các bạn khi mà cái thuốc lá điện tử này nó hết tinh dầu á, mình cứ hút hoài á thì nó sẽ cháy cái bông này. Vì vậy yêu cầu ở đây á, mình phải thay bông. Các bạn mà có một số các kỹ thuật để mà thay á thì không vấn đề gì. Nhiều bạn á, không biết thay á, đem vào một số cửa hàng mà sửa chữa vết á thì nó thay khá mắc ha.
thay bông thấm này á, khá dễ. Còn đây mình kiểm tra gì, như cái vape này á, mạch sạc ok, nó báo đường sạc rồi, nhưng mà pin không cầm. Mình nói thêm luôn về cái cách kiểm tra cái cuộn coi này nha. Các bạn dùng đồng hồ, mình chuyển về cái chế độ đo diode đi. Có một số mà các bạn bị đứt cuộn coi á, hoặc thay cuộn coi mà nó không chạy á, thì mình phải kiểm tra lại cái giá trị điện trở của cuộn coi. Sau một thời gian thì cuộn coi nó hư á, nó đứt á, thì mình cũng phải ở đây, như ở đây nè. Đó, cuộn coi của mình giá trị là 4 ohm. Như vậy là ok. Còn kiểm tra pin á, thì mình chuyển sang cái giá trị đo điện áp. Ở đây mình chỉnh 20V DC. Rồi, pin ở đây á, nó sẽ đánh dấu hai phần, phần âm, phần dương ha. Ở trên phần đen đen nè, xanh xanh á là phần âm, dây đỏ là dây dương. Mình đo cái điện áp thôi, có pin thôi. À, mình đo được 4.1V ha. Trong trường hợp á, cái pin này á, nó yếu á, thì mình có thể kích pin, hoặc là các bạn thấy cái pin của mình nó xài rất nhanh hết, không cầm á, thì mình thay pin ha. Tiến hành mình bắt ốc lại. Thì cái phần này á, mình chỉ giới thiệu cho các bạn cái cấu tạo bên trong và cái cách đo đạc sửa chữa thôi. Nói chung linh kiện nó dễ nước sửa, có một số bạn không biết á, khó nha, nhưng mà ở đây nó khá dễ. Rồi còn trong trường hợp mà các bạn mà hút á, mà cái cuộn coi này nó không cháy á, thì thứ nhất các bạn cũng kiểm tra cuộn coi, có thứ hai á, là nó bị cái cảm biến hút này nè, mình thay cảm biến hút ha, thì nó chỉ có hai phần đó thôi. Thì khi mà mình hút á, thì cuộn coi nó mới hoạt động, nó mới đốt cháy cái phần bông thấm nè, tinh dầu á, làm tinh dầu bốc hơi lên ha, mình hít vào trong. Mình nói thêm á, trong trường hợp mà cục pin của mình á, nó bị cạn hoặc bị chai pin á, thứ nhất là bị chai pin thì mình tiến hành mình thay nha. Các bạn mua cái xe pin, như xe pin ở đây mình có cái thông số là 3.7V nha, 3.7V nè. Đó, nó nốt ở đây là 3.7V và cái công suất của nó là 2.04 Wh. Thì mình mua cái pin này, pin này có bán sẵn từ ngoài thị trường. Trong trường hợp pin chai, pin hư thì mình mua mình thay ha. Còn vấn đề thứ hai, khi mà gặp cái trường hợp mà cái pin để lâu quá, các bạn không sạc vô á, nó bị cạn pin, thì mình kích pin. Ở đây mình dùng cái bộ nguồn điện thoại di động á, mình kích lên đây, tiến hành mình cấp nguồn cho cái bộ nguồn đây, bật nguồn lên, chỉnh cái điện áp khoảng 2.5V thôi. Lưu ý ở đây á, là mình trước khi làm á, thì mình cách ly trước, mình phải xả một chân ra,
các bạn xả chân âm chân dương cũng được. Mình xả chân âm ra trước ha. Đó. Thì trong đây á, nó chỉ còn kết nối là dây thôi, dây dương. Đây là đối với những trường hợp mà cái máy vape của mình á, để lâu không xài á, thì nó cạn pin á, thì mình kích pin thôi là hoạt động được lại được. Thì phần dương á, mình kẹp vào cái chân dương của bộ nguồn, phần âm thì mình kết nối với chân âm ha. Đó, bạn quan sát cho mình nè. Đó, như ở đây là mình giả sử đi, pin cạn quá mình kích pin, kích từ từ lên. Đó. Quan sát kim vòng á, các bạn nên để cho nó khoảng dưới 200mA nha. Để cho nó nạp từ từ á, thì đồng thời lúc đó là cái kim vòng của mình á, nó sẽ giảm dần về không là nó đầy ha. Cái điện áp của mình nó tăng từ từ lên nha. Trong trường hợp mà nó giảm dần về không á, mình sẽ tăng lên đến mức khoảng 4V là ok. Rồi các bạn để một lúc á, là nó nạp đầy pin á, thì lúc đó cái kim vòng của nó ngoài không là nó ngắt sạc ha. Sau khi mình kích pin xong á, thì mình tiến hành mình hàn lại thôi. Hồi nãy mình xả cái chân âm ra thì mình hàn lại chân âm vô cho mình. Đó, mình hàn khi mà ok là cái thấy cái đèn led nó báo ha. Rồi xong rồi. Xong rồi. Các loại thuốc lá điện tử vape trên thị trường á, thì mình cũng làm và kiểm tra tương tự như trong cái clip này ha. Có một số bạn không biết á, cứ để lại comment với video mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho. Ở trước khi ráp vô á, thì mình phần cuộn coi này á, với phần bông thấm này á, mình phải thấm, mình mới bỏ xịt vô một ít tinh dầu cho nó thấm bông nha. Đừng để cho cái bông nó khô, tại vì khi mà cuộn coi nó hoạt động á, nó sẽ làm cháy cái bông này. Nên là nó có những cái rãnh nè, mình cần nhét cho thôi. Làm nhẹ nhàng để cho các bạn đều chú ý để ý mấy cái dây nguồn á, nhất là dây của pin á. Nhiều khi mình làm đứt mình không để ý á, thì nó sẽ không hoạt động. Mình nhét ở đây thôi. Nó có cái rãnh sẵn rồi ha. Mình quan sát sao đừng có để cho nó lòi ra ngoài. Đó, nhét vô trong. Ấn vô trong luôn. Pin á cũng đẩy để sát xuống luôn nha. Vậy là ok. Đó. Rồi. Cái này hai chiều á, mình muốn gắn chiều nào cũng được, tại vì hai cái giống nhau á. Mà mình quan sát để cho nó đẹp á thì mình nhét cho nó khít vào ha. Rồi trước khi sử dụng, yêu cầu của mình nữa, phần bông thấm chính của mình á, phần này cho tinh dầu nhiều nhiều nha, cho nó thấm xuống một coi. Đổ tinh dầu vào đây. Cái đầu này á, nó sẽ thông vô cái phần cảm biến hút á, giống như cái micro chỗ này nè. Hôm nay mình đã nói rồi á, thường nhét cho khít vào. Cái đầu cái lỗ này nè, nó sẽ thông với cái lỗ này luôn ha, nó xuống cái cảm biến hút khi mình hút á. Cảm biến nó sẽ đóng mạch, nó làm cho cuộn coi hoạt động, cấp nguồn cho cuộn coi hoạt động ha. Rồi nhét vô thôi. Mình đẩy tay ra, bóp vô. Đó, khít ra. Ok, cấp nguồn vô. Cắm sạc.
Nhưng mà là quá trình mà sửa chữa cái thuốc lá điện tử Vapmode ở đây khá đơn giản, không có gì quá khó cả. Video của mình hướng dẫn đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.